chào các bạn đã quay trở lại với S Channel và rất vui được gặp lại các bạn trong bản tin gặp nhau cuối ngày thứ bảy ngày 17 tháng 6. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng cập nhật những tin tức nổi bật nhất có trong ngày hôm nay nhé. Tin tức đầu tiên, một chiếc xe 24 chỗ ngồi chở 10 hành khách trên xe đang lưu thông trên quốc lộ 2 hướng về thành phố Hà Giang thì bất ngờ lao xuống ruộng và lật ngửa, khiến cho rất nhiều hành khách trên xe bị thương. Sáng ngày 17 tháng 6, ông Trương Chí Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang đã cho biết khoảng 15 giờ 30 chiều ngày hôm qua ngày 16 tháng 6, tại km 41+400 trên quốc lộ 2, qua đoạn địa phận xã Tân Thành đã xảy ra một vụ tai nạn lật xe xuống ruộng, khiến cho rất nhiều người bị thương. Theo thông tin ban đầu thì vào thời điểm trên thì chiếc xe khách loại 24 chỗ đã chở theo khoảng 10 người lưu thông trên quốc lộ 2 theo hướng về thành phố Hà Giang. Khi đi đến địa điểm nói trên thì bất ngờ lao xuống ruộng và lật ngửa. Vụ tai nạn đã làm cho rất nhiều người trên xe bị thương và ngay sau đó thì lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc, đồng thời cũng cứu hộ các nạn nhân để đưa đến bệnh viện cấp cứu. Một gia đình sống tại khu biên giới Scotland, một ngôi nhà nổi tiếng là bị ma ám không ai dám sống và đến gần, đã đăng tin tuyển vú em cho những đứa trẻ của họ với mức lương lên tới 64.000 USD, tức là tương đương với khoảng 1 tỷ 400 triệu đồng một năm. Theo mẫu quảng cáo của gia đình này đăng tải trên trang web chuyên tìm người giữ trẻ, thì gia đình này đang tìm kiếm một vú em để chăm sóc cho một đứa trẻ 5 tuổi và một đứa trẻ 7 tuổi. Người này sẽ được sống trong một căn hộ mà gia đình này mô tả là tài sản lịch sử, đáng yêu, rộng rãi và có tầm nhìn ngoạn mục. Đáng chú ý hơn là mức lương nhận được sẽ lên tới 50.000 bảng Anh, tức là gần 64.000 USD, một mức thù lao không hề nhỏ cho công việc vú em. Và sở dĩ là gia đình này đưa ra mức lương cao như vậy là bởi vì ngôi nhà của họ đang sống là một ngôi nhà bị ma ám. Năm vú em đã bỏ việc trong năm ngoái, mỗi người đều mô tả là những hiện tượng siêu nhiên, những lý do khiến họ phải nghỉ việc ở đây, bao gồm những âm thanh lạ, tiếng vỡ kính, đồ đạc tự nhiên di chuyển. Và đây rõ ràng là một trong những giai đoạn gây ra biến động lớn cho con cái của chúng tôi. Chúng tôi vẫn chưa từng bắt gặp một hiện tượng siêu nhiên nào và có vẻ như là chúng chỉ xảy ra khi mà chúng tôi rời khỏi nhà. Dù vậy thì chúng tôi vẫn sẵn lòng trả lương cao và điều quan trọng hàng đầu là hãy tìm người chấp nhận công việc hiện tại. Rất nhiều người không tin, nhưng tuy nhiên khi họ tiếp xúc với những người đang sống trong ngôi nhà đó và những vú em đã nghỉ việc thì họ mới tin rằng những mô tả trong quảng cáo hoàn toàn là nghiêm túc. Mặc dù gia đình này đảm bảo rằng chưa từng có sự tổn hại nào với những người sống trong ngôi nhà của mình, tuy nhiên thì rõ ràng người nào muốn nhận công việc này thì đòi hỏi phải có một tinh thần thép. Chắc hẳn các bạn còn nhớ quán quân của The Voice 2015 Nguyễn Đức Phúc, và mới đây thì Phúc đã giành chiến thắng trong cuộc thi Hành trình lột xác 2017 và chuẩn bị bước vào một cuộc đại phẫu thuật để thay đổi diện mạo mới trên con đường thực hiện ước mơ của mình. Đức Phúc từng chinh phục khán giả bằng giọng hát nội lực và xuất sắc khi trở thành quán quân của chương trình The Voice 2015. Những tưởng chiến thắng này sẽ trở thành bàn đạp giúp cho chàng trai trẻ có thể vươn xa hơn trong sự nghiệp ca hát của mình. Thế nhưng ngoại hình không được may mắn đã khiến cho Phúc luôn cảm thấy tự ti mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Đức Phúc cho biết mặc dù The Voice 2015 đã kết thúc được 2 năm rồi, nhưng đến nay thì những lời chê bai vẫn còn. Có thể nói là thời gian sau khi đăng quang The Voice chính là khoảng thời gian tồi tệ nhất với Phúc, vì anh đã phải hứng chịu không ít gạch đá từ khán giả, nói là ngoại hình của anh kém bắt mắt. Mới đây thì Đức Phúc đã viết tâm thư trên Facebook cá nhân của mình với mong muốn là có thể được đi phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi ngoại hình và tự tin hơn khi đứng trên sân khấu, cũng như là để thực hiện ước mơ trong cuộc sống này. Và có lẽ đây cũng chính là động lực để chàng trai trẻ có thể vượt qua hàng nghìn thí sinh khác, chinh phục ban giám khảo để giành chiến thắng trong cuộc thi Hành trình lột xác 2017. Trong thời gian tới thì Đức Phúc sẽ phải trải qua một cuộc đại phẫu thuật trong cuộc đời để thay đổi diện mạo. Chúng ta hãy cùng chúc cho cuộc phẫu thuật thành công tốt đẹp và chúc cho những ước mơ của Phúc sẽ bay xa hơn trong tương lai. Một vị khách nước ngoài đã đứng rất nhiều giờ chỉ để ngăn chặn dòng người đi xe máy thiếu ý thức đang lao nhanh trên vỉa hè. Những người này không những vậy, họ còn dọa đánh anh vì dám đứng ra để ngăn chặn họ. Một anh Tây mặc áo sơ mi trắng cắm thùng nhìn khá là lịch thiệp nhưng đã tình nguyện đứng trên vỉa hè nhiều giờ đồng hồ chỉ để ngăn dòng người đi xe máy đang cố gắng lao nhanh trên vỉa hè với mong muốn là được đi nhanh hơn. Sự việc xảy ra vào ngày 17 tháng 6 tại vòng xoay Thánh Gióng trên vỉa hè đường Cách Mạng tháng 8. Rất nhiều người đi đường đã thấy từ xa nhưng vẫn cố ý chạy lên vỉa hè và đâm thẳng vào anh Tây này, và thậm chí là còn có một số người chửi bới và đòi đánh anh này vì dám đứng ra để chặn xe của họ. Nhìn cảnh anh Tây mồ hôi đầm đìa đứng trên vỉa hè ở Việt Nam nhiều giờ liền chỉ để dạy cho người Việt ý thức hơn trong khi tham gia giao thông, khiến cho rất nhiều người xem cảm thấy vô cùng xấu hổ. Và rất nhiều người đã dành những bình luận khen ngợi cho anh này để thể hiện sự xấu hổ thay cho người dân Việt Nam. Một tài khoản Facebook đã chia sẻ: "Cảm ơn anh đã cố gắng giúp cho ý thức của người dân tốt hơn khi tham gia giao thông, nhưng một cây làm chẳng nên non, tỉ cây trụm lại thì mới nên hòn núi cao. Khi ý thức của người tham gia giao thông kém thì có số đông người như anh cũng chẳng ăn thua gì đâu." Và đó là những thông tin nổi bật có trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và chúc các bạn sẽ có một ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ. Còn bây giờ thì xin chào và chúc các bạn ngủ ngon.